Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em, quý bà con cô bác. Dạ, TV256 đang có một cái clip hay này để giới thiệu cho quý anh chị. Thì cái clip hay này TV cập nhật từ của cô Đoàn Thị Thùy Dương đó. Và clip này đó đã được 404 người thích nha. Và có 78 lượt chia sẻ và 72 bình luận. Mời quý vị xem nha. Quý vị xem xong rồi cuối phần nữa thì TV256 phải sẽ bình luận cho quý anh chị ấy. Không cần. Đảm bảo nhá. 2 ngày mới có tạ rưỡi thôi. Cẩn thận này, bác lại cứu mày không phải là cứu hộ. Ui. Dạ, TV256 mến chào quý anh chị em. Quý chị em thấy đó là đối với TV256 khi xem đoạn clip này đó thì TV nghĩ đây là một cái điềm lành, một cái điềm lành cho toàn dân tộc Việt Nam, và đây là một cái điềm dữ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cho cái bọn Việt Cộng đó. Thì trên đây đó, quý anh chị em thấy đó là có hai anh cán bộ có thể là công an cộng sản thì đi qua một chiếc người dân chở nhờ bằng một chiếc ghe, chiếc xuồng thì theo TV256 nghĩ rằng đó cái người mà chủ cái xuồng này đó, lẽ dĩ nhiên là khi mà họ chèo cái xuồng này đó là người chủ này họ biết trước kết quả rồi, họ chắc chắn họ biết trước kết quả, tại vì địa hình đồ sông nước đồ họ rất là rành, hiểu không? Và họ biết rằng là hai cái anh bộ đội này đó, hai cái anh công an này đó là trên một tấn rưỡi, ý trên một tạ rưỡi là trên 150 kg, là cái xuồng này nó chịu không nổi. Và ảnh cố tình, ảnh là người dân thôi, ảnh cố tình ảnh sử dụng cái xuồng đó để đưa hai anh này đi, để mà đưa đến cái vấn đề chìm xuồng. Thì TV256 nó nghĩ đến đó là trong dân mình nó có cái câu rồi là nước đó là dân, hiểu không? Còn cái chế độ đó là con thuyền, nước đó chở thuyền được, rồi đến lúc nào đó nước nó cũng có thể nó nhấn chìm cái xuồng được. Là cái anh mà có thể là TV256 cho là ngư dân đi, ảnh dùng cái chiếc xuồng đó có thể là đi đánh cá hoặc là đi câu cá gì đó, ngư dân. Thì ngư dân này đó ảnh phải biết địa hình, ảnh biết cái con sông nó như thế nào, ảnh biết cái sức cái xuồng của ảnh đó chịu đựng được bao nhiêu ký, thành ra ảnh biết đó là hai ông này là trên 150 kg thì cái xuồng đó là chịu không nổi, ảnh biết trước chứ không phải là không biết. Thì ở đây TV muốn nói đến cái điểm đó, và cái điểm đó đó là một cái điểm rõ ràng, đây là một cái điểm mà có thể cái anh đó anh biết trước là
Hai cái anh này là bị thế nào cũng bị chìm xuồng, thì nó đâu có khác gì là đây là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư đang ngồi trên chiếc xích xuồng đó, thì nó báo hiệu cho biết rằng là cái sự sụp đổ sắp tới thôi. Tại sao TV256 lại có thể tiên đoán được cái sự sụp đổ sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nó đơn giản thôi. Chính ông Nguyễn Phú Trọng là ông đảng trưởng mà đã mất mất cái nhiều, nhiều cái lỗi lầm nữa là rất là trầm trọng. Thứ nhất, Nguyễn Phú Trọng từng là coi như là hắn ta đó là một cái đảng trưởng của một cái đảng mafia. Họ coi các quốc gia đó, các quốc gia khác không là gì hết. Thành ra Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho Tô Lâm để mà bắt Trịnh Xuân Thanh qua bên Đức để mà bắt ông Trịnh Xuân Thanh về nước. Mà cái điều thô bỉ của Nguyễn Phú Trọng đó là nói rằng Trịnh Xuân Thanh tự đầu thú, tự ra đầu thú, tự ra nhận tội. Nó Nguyễn Phú Trọng là nó hành xử rất là thô bỉ, nó rất là độc ác nữa, mà nó ngang nhiên gọi là đưa người qua bên Đức để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cái tội đó là rất lớn. Mà TV256 nghĩ rằng 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản cũng nhìn ra được cái tội ác của Nguyễn Phú Trọng. Cái tội ác đó là cái tội ác đó, tội bắt cóc đó, chứ không phải là chuyện đùa. Chuyện thứ hai nữa là Nguyễn Phú Trọng kêu Tô Lâm rồi là đưa cả 3.000 quân để mà lại cái làng Đồng Tâm để mà giết cụ Kình, cụ Lê Đình Kình. Cụ Lê Đình Kình lại là một người 56 tuổi đảng mà Nguyễn Phú Trọng vẫn gọi là giết cụ Lê Đình Kình cho bằng được. Đó, Nguyễn Phú Trọng là một tên độc ác vô cùng, không có thua gì gì Hồ Chí Minh đâu. Nguyễn Phú Trọng đó rất là một tên rất là độc ác. TV muốn nói đến điểm đó. Thì nó có hai cái điều được có thể xảy ra. Một là quý vị có thể nói là 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản là những tên hèn, những cái thằng hèn không có dám làm cái gì với Nguyễn Phú Trọng hết. Mà TV nghĩ cái trường hợp đó nó không phải như vậy. Nó tiềm ẩn hàng triệu người chống đối Nguyễn Phú Trọng. TV hiểu như vậy đó, chứ không có ai mà chấp nhận được một một tên mà Nguyễn Phú Trọng lại gọi là phá đi cái điều lệ đảng. Cái điều lệ đảng là chỉ có ứng cử lại là 2 nhiệm kỳ thôi. Nguyễn Phú Trọng đi đến nhiệm kỳ thứ ba, nó làm 5 triệu đảng viên này nó khinh thường Nguyễn Phú Trọng. Tuy là chúng ta chưa có thấy những cái hành động nào xảy ra, nhưng mà nó tiềm ẩn ở trong đó, nó tiềm ẩn cái sự xung đột ở trong đó, trong cái đảng cộng sản. Thì 5 triệu đảng viên sẽ bị toàn dân lên án là cái tụi hèn. Một cái thằng nếu như vậy nó phá điều lệ đảng, nó là một cái tên đảng trưởng mafia, nó đi bắt cóc người, rồi nó đi giết những người mà đồng chí của nó là có tới 56 tuổi đảng. Những điều đó, những 5 triệu đảng viên đó họ biết hết. Thì Nguyễn Phú Trọng không thể nào mà ngồi cái ngai vàng này được. Đó là cái điều mà TV256 phải tiên đoán với vị là Đảng Cộng sản sẽ đi đến sụp đổ. Phải đi đến sụp đổ. 5 triệu đảng viên đó không phải là tất cả là đều là hèn. Sẽ có những người đảng viên gọi là chống Nguyễn Phú Trọng cho tới cùng. Vì những cái điều mà hành xử tội ác của Nguyễn Phú Trọng như thế. Chắc chắn là chế độ này sẽ sụp đổ, đó là sự tiên đoán là bình thường của một người dân, giống như TV256 vậy thôi. Thứ hai là
Rõ ràng là chúng ta đang thấy cái nền kinh tế sụp đổ. Bởi vì ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ông lên tiếng rằng cái nợ công đã bước tới ngưỡng cửa rồi, là 65% của GDP rồi, tổng sản lượng quốc gia rồi, 65%. Nó đụng cửa rồi, nó vượt trần rồi. Thì chúng ta thấy cái hiện tượng nó xảy ra. Nó hiện tượng xảy ra là Vương Đình Huệ đó kêu gọi rằng là hiện tại là có rất nhiều tiền tệ, ngoại tệ trong dân, rồi vàng ở trong dân, vàng bạc ở trong dân còn rất nhiều. Thì quý anh chị em, khi mà Vương Đình Huệ mà lên tiếng như vậy, quý chị em phải biết rằng Đảng Cộng sản đang muốn cướp tiền của dân đó, đang muốn cướp vàng của dân đó. Nó dễ hiểu thôi. Những gì mà nó đã xảy ra quá nhiều lần với người dân sẽ biết được Cộng sản muốn làm cái gì. Bởi vì bây giờ rõ ràng là nó không còn tiền nữa. Ngân sách để là kiệt quệ, không còn tiền để mà trả lương cho công nhân, cho quân đội, cho công an nữa. Thì nó phải sử dụng những đồng tiền đó thôi. Chứ không thôi mình còn nói in tiền ra đó thì sẽ đi đến lạm phát. Đi đến lạm phát, gọi là lạm phát phi mã đó, khiến cái đồng tiền nó vô giá trị và cái hàng hóa nó cứ gia tăng lên. Quý vị bây giờ, quý vị có thể tin được rằng hiện tại cái bọn Việt Cộng này nó gọi là thành lập ra 87 trạm thu phí ở khu vực mà chung quanh Hà Nội. Tất cả những điểm đến mà của người dân ngoài Hà Nội đó, đi vào Hà Nội, nó sẽ thành lập 87 trụ sở, 87 trạm thu phí. Quý vị có thể tin được không? Và nó đưa ra cái ba giai đoạn để mà thành lập 87 trạm thu phí như thế này. Cái giá tiền thì nó chưa có nói đến là mỗi cái xe là phải đi vô Hà Nội là phải tốn bao nhiêu tiền, đi ra Hà Nội là phải tốn bao nhiêu tiền, cái đó mình không biết. Nhưng mà nó đang trong cái tiến trình gọi là xây dựng cái cơ sở đó, là 87 cơ sở như vậy, 87 địa điểm mà đi vào Hà Nội để mà nó lấy tiền thu phí của người dân. Mà quý anh chị em biết là cái vấn đề thu phí là người dân đang nghèo, người dân đang đang gọi là kiệt quệ, người dân đang đói, mà nó túng tiền quá, nó phải thu phí người dân như thế này. Khi mà vào thủ đô Hà Nội là phải trả một cái phí này nó có thể tính theo đầu người hoặc là tính theo một chiếc xe đi vào Hà Nội là phải trả tiền. Còn đi ra thì TV không 256 thì không biết là nó có phải trả tiền không, mình không biết. Nhưng mà đại khái là hiện tại nó đang đang trong cái tiến trình gọi là nó rồi là ba giai đoạn để mà thành lập 87 chốt chặn như vậy. Mà chốt chặn như vậy thì quý anh chị em biết người dân rất là khổ, người dân phải hít khói xe nè, rồi mất thì giờ nè, rồi tốn tiền bạc nè, rồi trở nên bệnh hoạn nữa, nó ô nhiễm không khí thì bệnh hoạn, mà nó mệt người dân nữa, thì lẽ dĩ nhiên nó đủ thứ điều nó có thể xảy ra hết. Nó làm những người dân tốn tiền tốn của như vậy. Mình cảm thấy rằng là gần như trên thế giới này không có một quốc gia nào làm như vậy. Không có một quốc gia nào mà nhận tiền thu phí của đồng bào, của người dân mình khi mà đến thủ đô. Khi mà đến thủ đô, đâu có cái đất nước nào mà như vậy. Mình nghĩ đây chỉ là có xảy ra ở Việt Nam. Và mình nghĩ khi mà nó làm những cái chuyện mà ngông cuồng như vậy thì hàng triệu người ở đất nước Việt Nam, hàng triệu dân Hà Nội
sẽ chống đối nó cho coi. Tại vì người ta không thể nào mà người ta chấp nhận những chuyện mà kỳ quặc như vậy. Khi người dân đến thủ đô phải đóng tiền sao? Phải đóng tiền thu phí à? Nó chẳng khác nào cái bọn cướp mãi lộ thôi. Nó đâu có khác gì đâu. Thứ nhất quý vị thấy mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói là tiền bạc trong dân còn nhiều lắm, ngoại tệ trong dân còn nhiều lắm, vàng bạc cũng vậy nữa. Là quý vị biết rằng đó, cái đảng Cộng sản nó tính cướp của người dân đó. Nó tính cướp vàng, cướp cướp đô la, cướp euro để mà lấy tiền của người dân đó. Nó không phải bình thường đâu. Khi mình thấy những cái gì mà nó tuyên bố trên báo chí là mình phải nghĩ ra. Thì bây giờ TV muốn bình luận cho quý anh chị em thấy cái xuồng này đó nó đắm, nó bị nhấn chìm, nó bị chìm, hai cái tên công an lọt xuống nước. Nó đâu có khác gì Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đâu. Nó là cái điềm như vậy, là đến lúc là nó phải xảy ra thôi. Và mình thấy đó, hôm qua hôm kia thì TV256 có xem clip của Đoàn Thị Thùy Dương đó, ở bên Na Uy đó. Cô ta cũng lên án. Khi mà giá xăng mà nó tăng lên kinh hoàng như vậy, nó tăng lên tới 1.900 một lít. Một lít xăng 1.900 một lít. Trong khi thì báo chí nó đăng nó rất là giảm mạnh mà nó giảm thì giảm có 100 đồng à. Mà bây giờ nó tăng thì nó lại nó nói là tăng nhẹ là lên tới 1.900 thôi, 1.900 tiền Việt Nam. 1.900 một lít thì một bình xăng biết bao nhiêu tiền trong đó. Cái bình xăng nhiều khi cả 100 lít cho những cái chiếc xe hàng thì cái tiền đó nó rất rất lớn thưa quý anh chị ạ. Đoàn Thị Thùy Dương nói xăng ở trong nước tăng giá tại vì rõ ràng là nó hết tiền rồi. Nó hết tiền rồi. Mà quý anh chị em thấy đó, cái bọn Việt Cộng, bọn cán bộ Cộng sản này đó, nó hay nói xuôi rồi nó hay nói ngược. Đa phần nó là vậy. Giống như cái bằng chứng là cái ông mà bộ trưởng Bộ Tài chánh. Cái ông bộ trưởng Bộ Tài chánh đó, thì ông nói rằng là coi như là kinh phí là hết rồi. Đúng không? Kinh phí là hết tiền rồi. Coi như là đảng rồi, là hết tiền rồi. Rốt cuộc sang ngày hôm sau ổng đính chánh lại là ổng không có nói điều đó. Thí dụ vậy, đảng mấy cái người mà làm việc gọi là cán bộ của đảng thường hay nói xuôi rồi nói ngược lại cũng được hết đó. Nó là vậy đó. Ông thì ông bộ trưởng mà ông bộ trưởng về tài chánh đó là ông Hồ Đức Phước. Hồ Đức Phước chứ không phải là Hồ Hồ Đức Phước. Hồ Đức Phước. Còn một ông nữa là giám đốc Bộ Thương binh Xã hội là ông Lê Minh Tấn. Lê Minh Tấn cũng vậy. Hiểu không? Nói hôm nay là ngày mai là trở ngược lại. Cái cán bộ Cộng sản là vậy. Thì nó nhiều điều nó xảy ra lắm đó thưa quý anh chị em. Mình biết là người mà ở trong mà đảng đó thì tụi nó thường bao che với nhau. Nó bao che, nó che chở rồi khi mà nó đã phạm tội á, thì gần như là luật pháp không có xử nó được. Nó là đảng viên làm như là luật pháp không có xử nó được. Nó đưa ra đảng rồi nó cùng lắm là nó kỷ luật. Nó kỷ luật rồi hoặc là nó thiên thiên chuyển đi qua những cái bộ phận khác. Nó đi đi đến những cái chức vụ các còn cao hơn nữa. Nó là cộng sản là nó vậy. Nó làm hễ mà cán bộ cộng sản thì quý anh chị thấy là nó đi liền với tội ác, nó đi liền với những cái hành vi mà độc ác, hiểu không?
nó liên quan đến vụ 15 con chó chết đó, mấy cả cộng sản nó vì đó, nó rất là độc ác. Nó luôn luôn là nó nói dối, nó luôn luôn là nó lường gạt người dân. Cái đó là cái dòng như cái bản tánh, bản chất của những thằng cộng sản là như vậy. Mà nó càng chức cầu vụ cao á thì nó lại càng độc ác hơn, nó ghê gớm như vậy đó. Quý vị là bằng chứng, là bởi vì thấy là Hồ Chí Minh với cải cách ruộng đất, nó giết bà Nguyễn Thị Năm như vậy. Bây giờ lịch sử người ta biết hết, qua cái cuốn mà Đèn Cù của thư ký của Hồ Chí Minh viết lên, của ông Trần Dĩnh đó. Nó giết bà Nguyễn Thị Năm rồi nó đưa vô cái hòm mà nó ngắn đi, rồi nó phải đè đè cái xác xuống nghe răng rắc cái. Cái bà Nguyễn Thị Năm đó là cái bà mà đã nuôi cộng sản, bà đã từng cho 700 lượng bạc, 700 lượng vàng để mà ủng hộ cho Việt Minh đó. Những cái tên cán bộ mà đầu não đều là bà nuôi ở trong nhà bà, rốt cuộc bà bị giết chết như vậy đó. Quý chị em có thể tưởng tượng được không? Giết chết bằng những cái bài Hồ Chí Minh viết, bài địa chủ ác ghê. Mà trong cái bài địa chủ ác ghê chúng ta không có thấy một bằng chứng nào hết. Chúng ta chỉ có biết rằng là nó có một trang hai trang à. Mới một trang giấy hai trang giấy à. Và nó đưa ra cái kết luận đó là bà giết gọi là tổng cộng là 267 người, mà hoàn toàn không có một chứng cứ. Mà bài đó đó hoàn toàn không có một chứng cứ, lại được đăng trên trang nhất của báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân thời đó, thời thời mà báo Nhân Dân thì phải. Đúng rồi, TV nhớ không lầm là như vậy. Kinh hoàng. Hiện tại á, theo TV nhận xét đó, là sau cái trận đại dịch mà sau cái trận đại dịch này đó, người dân đói. Người dân đói, người dân hết tiền hết bạc mà lại không được trợ giúp. Người dân rất là phẫn nộ. Phẫn nộ cái chế độ cộng sản này. Mới thật rất là phẫn nộ. TV phải nghe quá nhiều cái clip người dân phẫn nộ, người dân than phiền cái chế độ cộng sản này. Người ta lên án cái chế độ cộng sản và lên án tất cả những cái quan từ từ Nguyễn Phú Trọng đến đến ông, người ta gọi ông 19 đó, ông Phạm Minh Chính đó, rồi Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước. Người ta than phiền đủ hết á, cán bộ là hống hách với người dân, đánh đập người dân, ngăn cản người dân, rồi là kéo dân ra ngoài, kéo dân để mà bắt phải test, bắt dân mà giống như là con heo vậy đó. Bốn cẳng khiêng lên rồi thọc thọc cái cây Q-tip đó vào lỗ mũi người dân, chịu nổi không? Người ta làm sao mà chấp nhận được, người dân người ta không thể nào chấp nhận được, và người ta rất là phẫn nộ hiện tại. Không có một cái tên cán bộ Việt Cộng nào đó mà không ăn cắp của dân, ăn cắp tài sản của dân. Tài sản của quốc gia là tài sản của dân, người dân đóng thuế vào để mà nuôi 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 cái chính quyền đó, mà không có một cán bộ nào mà không ăn cắp, ăn cắp tài sản của dân, phải nói như vậy. Một cái chế độ như vậy đó, thì người dân có thể tin tưởng được không? Không có một cán bộ nào hết. Tìm ra một cái người mà trung thật mà không có thanh liêm đó chắc không có đâu. TV nghĩ không bao giờ có được hết.
Với cái chế độ cộng sản như vậy, khi mà đã vào cái nguồn máy nó rồi á, thì nó phải làm việc như vậy. Còn anh mà không, anh thanh liêm á, là anh đi ra ra ngoài chơi, anh vào đảng làm cái gì? Anh vào đảng mà anh thanh liêm, anh không muốn ăn ăn hối lộ thì anh đi chỗ khác chơi. Nó là đã từ trên xuống dưới, mà nó đã truyền thống rồi từ mấy chục năm nay rồi, từ lúc mà thành lập Đảng Cộng sản tới bây giờ rồi, làm sao mà có thể mà thay đổi gì được? Mình làm sao mình có thể tin rằng Đảng Cộng sản gọi là làm tốt đẹp cho đất nước mình, làm phát triển đất nước mình? TV không bao giờ tin vào điều đó. Đảng Cộng sản chỉ biết phá hoại đất nước. Chúng ta phải khẳng định như vậy. Nó quá nhiều kinh nghiệm với những người cộng sản. Tại sao họ không nhìn đến tất cả các quốc gia người ta xây dựng cái nền tảng tự do dân chủ cho đất nước, bầu cử tự do, thì người dân mới chọn được người xứng đáng gọi là tài đức để mà giúp nước. Đơn giản quá, biết bao nhiêu quốc gia người ta giàu có đó, mà tại sao Việt Nam phải sống nghèo mãi mãi? Sống nghèo mãi mãi, nhận những cái đồng lương rất là thấp, gọi là đồng lương của Việt Nam là thấp hơn tất cả các quốc gia khác. Tại sao vậy? Tại sao người dân Việt Nam phải sống khổ sở như vậy, thưa quý anh chị em? Không thể chấp nhận được. Nói là tức. Tức lắm. TV256 tức thì cũng chắc là mấy anh chị em cũng tức. Mà tức tức một cái vô cùng tức luôn, là tất cả những người yêu nước đều bị bắt bỏ tù. Làm sao mình chịu nổi? Từ anh Trương Châu Hữu Danh nè, rồi chị Phạm Đoan Trang nè, cũng bắt người ta vô tù nữa. Rồi chị Cấn Thị Thiêu nè, anh Trịnh Bá Phương nè, rồi chồng của Cấn Thị Thiêu là Trịnh Bá Khiêm, rồi Trịnh Bá Tư. Trời ơi, rồi cái người mà dân biểu Nguyễn Thị Tâm là có một cái người mà TV256 thấy là rất là xứng đáng, rất là thương mến cái chị Nguyễn Thị Tâm. TV256 cho là đây là một cái dân biểu thật sự của nước Việt Nam mình, dân biểu Nguyễn Thị Tâm, nó cũng bắt vô tù nữa. Trời đất ơi, nó bắt biết bao nhiêu người vô tù, rồi tội ác nó nằm ở cái thằng Nguyễn Phú Trọng á. Cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó ác vô cùng luôn, bởi vì nó giết cụ Lê Đình Kình, 56 tuổi, đảng chung cái đảng với nó đó, mà nó giết gọi là không thương tiếc. Mà dù là cụ Lê Đình Kình đã trên 80 tuổi rồi, nó cũng không cho người ta sống nữa. Rồi nó đàn áp cái dân ở làng Đồng Tâm, nó bắt mấy chục người dân Đồng Tâm, nó bắt cả gia đình của cụ Lê Đình Kình để mà nó tiêu diệt cho được. Thử hỏi Nguyễn Phú Trọng nó có ác không? Nó rất là ác. Những tội ác của nó không thể nào mà 5 triệu đảng viên này mà tha thứ cho nó. Nếu mà 5 triệu đảng viên này có còn là con người, ngoại trừ nó thiếu sự hiểu biết, nó tha thứ Nguyễn Phú Trọng. Chứ nếu là nó là còn là con người là nó phải lên án Nguyễn Phú Trọng. TV256 tin tưởng rằng 5 triệu đảng viên này không phải là 5 triệu thằng hèn. Sẽ có những thằng đứng lên, có người đứng lên để mà tố cáo cái tội ác của Nguyễn Phú Trọng. Cái tội ác mà phá điều lệ đảng để mà trở thành nhiệm kỳ thứ ba của Tổng Bí Thư nữa là một cái chuyện vô cùng vô lý mà không có một đảng viên nào có thể chấp nhận được. Tại sao em ru vậy?
cái chuyện mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là nó lớn lắm chứ đâu phải là nhỏ, mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rồi lại nói rằng là tự đầu thú. Thử hỏi coi cái thằng Tổng Bí Thư nó ác như thế nào. Bây giờ chuyện phanh phui ra hết, báo chí đã đăng hết, người ta biết hết á. Đừng có tưởng là người ta không biết tội ác của Nguyễn Phú Trọng đâu. Báo chí nó đã lên rồi, Nguyễn Phú Trọng đã từng nói phải bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá. Thành ra Tô Lâm phải thi hành theo. Rồi giao cho mấy trung tướng, thiếu tướng nào đó để mà qua bên Đức để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thành ra khi mà TV256 thấy được cái clip này của Thùy Dương thì TV256 biết rồi. Cái số phận của Đảng Cộng sản nó sắp sửa chấm dứt rồi. Nó không còn lâu nữa đâu. Nhất là cái vấn đề mà nó lạ lùng lắm. Tự nhiên nó xây dựng 87 cái chốt để mà vào Hà Nội đó. Khi mà cái chốt đường để mà để tiến vào Hà Nội đó là bắt phải đóng tiền đó. Một cái sự việc gần như là không có sự mà xảy ra trên thế giới mà Việt Cộng nó làm được, thì nó sẽ đi đến sụp đổ. Và mình nghĩ người dân phải toàn quốc, toàn nước là phải chống đối cái vấn đề mà thành lập 87 trạm gọi là thu phí như thế này. Nó lạ lùng lắm. Mà rõ ràng ông Hồ Đức Phước ông nói là ngân khố là trống rỗng rồi. Rồi ông nói ngày mai rồi ông nói là tại vì tôi người người Nghệ An rồi, thành ra tôi nói không rõ. Sự thật là nó có rõ như vậy. Nhưng mà khi mà ông nói câu đó và ông bị khiển trách, ông bị Nguyễn Phú Trọng khiển trách, ông phải nói ngược lại những lời ông nói trước kia. Đó là những gì mà TV256 tiên đoán. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. TV2 tiên đoán là chế độ này nó sắp sụp đổ rồi. Nó chỉ cần gọi là đồng bào ta đoàn kết đứng lên. Và nó đang yếu rồi. Nó không có đủ tiền. Nó đang yếu rồi. Và 5 triệu đảng viên chống nó, 5 triệu đảng viên sẽ vạch mặt Nguyễn Phú Trọng, chống cái tên đảng trưởng này. Quý anh chị nghĩ đi, nó không phải là 5 triệu tên hèn đâu. TV không nghĩ như vậy. Nguyễn Phú Trọng sẽ bị lật đổ bởi 5 triệu đảng viên này. Trong 5 triệu đảng viên cũng là có người Việt Nam. Người Việt Nam không hèn như vậy. Và TV xin mến chào quý anh chị em nha. Là mong rằng TV sẽ bình luận thêm những cái clip khác nữa. Và bây giờ thì TV xin tạm biệt. Dạ.